Rồi, xin chào tất cả quý bà con của bác. Hiện nay thì mình đang ở trong một cái bể cá trên hoa. Mình sẽ giới thiệu cho bà con về cái mô hình cá trên và xi măng nha. Theo bà con thì cá trên thích sống ở nơi hang hú. Nó rất là thích trong bóng tối, bà con. Cái này là bóng tối là nó hay thích. Chỗ nào có tối thì nó hay chui vô, làm cái nơi ẩn nấp của nó. Thì ở ngoài này ánh sáng thì cá trình nó sẽ ít ra ngoài, chủ yếu ở bên trong cái này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về mô hình nuôi cá trình trên bể xi măng. Theo bà con, cá trình là một loài rất là nhát, nó thật sự đó là nó nhát. Thì mình khi mình làm nó dạng lên thì nó mới dạng được, còn không thì nó rất là nhát các bà con. Thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con xem về con cá trình. Cá trình đủ quá tối thấy đó, không sáng lên được luôn. Không biết là cái gì sáng sao mà tối dữ vậy trời. Đây bà con, giờ mình lấy cái lên cho nó ra này. Đấy bà con, thì cá trình này gọi là cá trình hoa. Thì mình nuôi cái diện tích của nó thì rất là thấp, từ 20 đến 25 cm nước à. Diện tích bể này thì cũng bể này thì khoảng 3 m². Xung quanh thì có chạy những cái ô phi oxy. Thì theo bà con thì làm bể như thế này là bà con đó, mình cũng làm tận dụng cái chuồng gà của mình, và sau đó mình làm xây cái bể là cái bể cá để mình nuôi cá. Ở trên thì cũng cần cái mái tôn xi măng á, thì mình nuôi trên cái bể này. Thì bây giờ cái trình nó ra rồi, bây giờ cũng để thể nhìn thấy được nè. Thưa bà con, cái trình đây là của bà con. Vâng, khi mà nuôi mật độ thưa thì một ngày có thể chúng ta thay một lần, hoặc là hai ngày ta thay một lần nước. Cái gì bể của mình nó do nuôi của mật độ cá nó cũng nhỏ, với lại thứ hai nữa nó cũng hơi thưa thì mình không có thường xuyên thay nước lắm. Thì 2-3 ngày thì mình thay nước một lần. Thì hôm nay thì mình sẽ thay nước và mình sẽ giới thiệu cho bà con về cái mô hình nuôi cá trình bằng bể xi măng. Thưa bà con, thì cá trình là một loài nó thích ăn cá tạp, các loại cá như là cá rô phi, cá biển, cá nói chung cá đồng thì nó sẽ ăn, và nó cũng ăn cám công nghiệp. Cám hiện nay thì giá rất là đắt, thì cám nó là. Thưa bà con, thì cám thì rất là đắt, có thể là từ 75.000 một ký, một bao của nó là 20 kg. Thì tính ra thì nó còn 1,5 triệu một bao đó bà con. Thì giá thành của chúng rất là cao, cho nên nhiều người thì cũng không có nuôi về bằng cám cho lắm. Thì khi lúc nhỏ thì có thể là cho ăn cám thôi, chứ còn lúc lớn thì sẽ không cho ăn cám nha bà con. Tại vì ăn cám thì cái chi phí giá thành của nó rất là cao, thời gian rất là dài. Thì sẽ nói chung là mình sẽ lời thì không có nhiều. Cho nên thì thưa bà con, thì cá cho nên là mình dùng cho cá tạp ăn, với giá thành thì khoảng từ 7.000 cho đến 10.000 trên 1 kg. Thì mình sẽ tận dụng nuôi trong thời gian thì của chúng. Cá trình đã nuôi cá trình thì từ 1 kg, thì nuôi trong vòng là 18 tháng cho đến 1 năm, cá sẽ có trọng lượng là 1 kg. Khi mà nuôi thêm thì cá có thể lớn lên rất là nhanh. Cá trình hoa đặc điểm đó là khi mà trong 2 năm đầu thì cá nó lên 1 kg thì nó lớn chậm. Khi mà trọng lượng cơ thể từ 1 kg cho lên thì nuôi trong thời gian 1 năm, thêm nửa năm hoặc 1 năm thì cá nó sẽ lớn rất là nhanh, có thể là kéo dài là còn từ 3 kg đến 4 kg. Cá con ruột vàng có thể là lên đến 5-7 kg. Thì thưa bà con, thì cá trình là nó sẽ lớn về sau này thì là lớn rất là nhanh, từ 1 kg cho lên.
Thì hôm nay thì Đức cũng chia sẻ về mô hình những cái trình trên bệ xi măng cho bà con mình biết hiểu rõ hơn con cái trình này và đặc tính của con cái trình này như thế nào. Chúc bà con nhiều chúc bà con có thể là xem mô hình có thể áp dụng hoặc là có thể hiểu, nói chung là trao đổi về kiến thức về mô hình nuôi cá trình một lần bệ xi măng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, chúc bà con nhiều sức khỏe và